Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba, 7 Tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 76 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc, một bài nhạc, đó là Gia tài của mẹ. Lisa trở lại chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay trong chương trình khai dân trí của Lisa. Lisa mới nhận được một cái bản tin rất là vui. Đó là: chị ơi, cháy lớn ở tại xưởng gỗ mà nằm đặt ở tại Bình Dương. Lisa rất là vui nha. Chụp cái hình đưa cho Lisa coi, khói lên ủng 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 luôn. Cho nên rất là vui. Chị ơi, chị kêu gọi giết những thằng trật tự, vậy thì giết bao giờ mới hết chị? Tại sao chúng ta không đấu tranh ở đầu não mà đi giết những thằng nhỏ nhỏ như thế này? Trả lời cho em. Em có đủ bản lãnh để em đi ra em giết những thằng ở trong bộ chính trị không?
Những thằng đầu não ở ngoài Hà Nội, em có đi ra ngoài, em có giết được nó hay không? Ngay cả người dân ở tại Hà Nội biết thằng chó đẻ trọng lũ là một cái thằng tai sai bán nước, mà họ có giết được nó không? Thằng Nguyễn Tấn Dũng là cái thằng chó đẻ mà nó bị thanh trừng bởi thằng Nguyễn Phú Trọng. Tại sao thằng Trọng nó đang nắm đại quyền, nó không giết thằng Nguyễn Tấn Dũng, mà nó giết tay chân đàn em của Nguyễn Tấn Dũng? Nó chặt từ từ. Thì bây giờ cái cuộc biểu tình này cũng vậy. Thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, nó không dám cho công an ra mặt, nó không dám cho cơ động ra mặt. Bởi sao vậy? Nói về mặt chính trị là nó sợ rằng khi nó ra mặt thì người dân Việt Nam sẽ căm thù và cho nó là một cái lũ bán nước Việt Nam cho Tàu. Bởi cuộc biểu tình mà kêu gọi bất bạo động là chống Formosa cút khỏi Việt Nam, cho nên nó mới dùng cái lũ trật tự này để mà mặc bộ đồ trật tự, để mà đánh người dân Việt Nam. Và thậm chí những thằng trật tự này, nó cũng giả bộ có thể nó chim mồi cho nói tiếng Tàu, để cho toàn dân Việt Nam chú trọng vào để mà chống Tàu, mà không chống tới cái lũ chó đẻ Đảng Đĩ Cộng sản Việt Nam. Đây là một cái âm mưu mà thâm độc về chính trị của thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lisa đã ngồi và suy nghĩ rằng không thể nào mà thằng Tàu Cộng mà nó lại đưa người Tàu của nó đi ra để mà đánh đập người dân Việt Nam cả. Mà nếu thằng Tàu nó cài người vào để cho những thằng chó đẻ Tàu đi ra đánh đập người dân Việt Nam, nó có lợi gì? Chỉ làm cho người dân Việt Nam căm thù thằng Tàu Cộng thêm mà thôi. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ đang tuần thảo ở ngoài Biển Đông, thằng Tàu im hơi lặng tiếng, thằng Cộng sản Việt Nam nó muốn xoay mặt, nó muốn chơi đu dây với Hoa Kỳ, cho nên nó mới chơi một cái màn mất dạy là nó kêu những con chó trật tự này ra để mà đánh đập người dân cho tàn bạo, rồi giả giờ nói tiếng Tàu để cho người dân càng căm thù Tàu để mà chống Tàu, mà không chống thằng Đảng Đĩ. Cho nên chị kêu gọi giết những con chó nào mà trật tự, mà đánh người dân Việt Nam, là đập thẳng vào trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thằng nào ra lệnh cho những thằng trật tự này để đánh người, và những thằng trật tự này nó đánh người, thì đương nhiên nó sẽ bị người dân quán thù. Thì người dân sẽ trả thù, sẽ giết những con chó này, gọi là sát kê để kinh hầu, tức là giết để cho những thằng bộ chính trị nó run sợ. Cho nên những bạn nào mà đi biểu tình bất bạo động mà bị đánh đổ máu như vậy, thì Lisa mong rằng các bạn phải nuôi thù ở trong lòng mà để báo thù. Hãy nên áp dụng ba sạch của Lisa: giết sạch, mà nếu giết sạch không được thì giết từng thằng một. Thằng nào đánh mình gây nổ máu với mình phải giết thằng đó. Hai là phải phá sạch. Ba là phải đốt sạch. Đối với Lisa là Lisa nghĩ như vậy đó. Cho nên Lisa lên đây nói để cho cái lũ tình báo Hoa Nam tụi bay biết được mưu đồ của thằng chó đẻ Đảng Đĩ, mà tụi bay phải nên kéo quân qua để mà đập thằng Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi bây giờ nó chuẩn bị nó quay lưng đi. Người dân Việt Nam bây giờ đang thù tụi bay, đang cay đắng thằng Tàu Cộng là do chính thằng Đảng Cộng sản Việt Nam, nó là đạo diễn ở bên trong. Cho nên Lisa lên chương trình này, Lisa nói để những thằng chó đẻ tình báo Hoa Nam tụi bay phải nên họp lại mà đập đầu cái bộ chính trị, hoặc kéo qua tụi bay làm liền, đánh liền.
thằng chó đẻ đáng đỉ cho tao. Mặt khác, Lisa kêu gọi các bạn ở trong nước đừng bao giờ mà bị Đảng Cộng sản Việt Nam nó dùng những cái thủ đoạn để mà giật dây hoặc kêu các bạn chống Tàu Cộng mà lại để cho thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại cả. Cho nên chúng ta phải khôn ngoan, một mặt chúng ta chống Tàu nhưng mà chúng ta cũng phải tìm cách để lật đổ cái đảng xúc vật này. Còn nếu Tàu tràn vào thì hãy nên cùng với, khi không còn đảng đỉ cả Cộng sản thì chúng ta chống Tàu dễ lắm. Cái quan trọng là chúng ta phải đập cho bằng được cái Đảng Cộng sản. Bởi vì cái thằng Đảng Cộng sản ngày hôm nay, Lisa có một cái điều thắc mắc là tại sao nó không đưa công an ra, tại sao nó không đưa vấn đề là quân đội ra, nó không đưa cơ động ra. Bởi trong nội bộ của nó bây giờ giống như là nồi cháo heo. Cho nên cũng có những cái phe phái nó không đồng tình. Cho nên có thể đây là một cái mạng chính trị để mà nó mượn lửa, gấp lửa, bỏ tay người. Chỉ vậy thôi. Cho nên các bạn phải thật là khôn ngoan, phải thật là khôn khéo. Chúng ta ngày hôm nay đánh Đảng Cộng sản Việt Nam trên mọi phương diện. Đánh trên kinh tế, đánh về xã hội, đánh về truyền thông, đánh về chính trị, và chúng ta đánh thằng Tàu Cộng cũng giống y như vậy. Mục tiêu của chúng ta là Dương Đông Kích Tây. Thằng chó đẻ Cộng sản Việt Nam nó giả bộ nó muốn lại gần với dân thì mình sẽ đổ dầu vô lửa, nói rằng là nó muốn kêu người dân thù hận để cho thằng chó đẻ Tàu Cộng qua đập đầu chết mẹ nó. Còn nếu mà nó đi theo thằng Tàu Cộng thì chúng ta tố cáo, chúng ta vấn đề là kêu bằng là chống thằng Tàu Cộng. Phải chơi như vậy đó, phải liên hoàn kế như vậy. Mong ra các bạn mới thắng được thằng Cộng sản. Lisa cũng mong cho Tàu Cộng nó đi vào thật là đông ở trong nước Việt Nam. Nó sẽ đập hết những cái vỉa hè, thậm chí nó đập luôn những cái nhà, những cái cơ sở làm ăn mua bán để coi lòng dân có nổi lên hay không. Lisa nhận được cái tin là thằng Nguyễn Xuân Phúc sở dĩ mà thằng Hải ở tại Sài Gòn mà nó đập phá vỉa hè như vậy là thằng Phúc nó muốn chơi dằn mặt thằng Đinh La Thăng ở Sài Gòn. Cho nên nó mới đứng sau lưng cho thằng này đập phá như vậy. Và phe của thằng Đinh La Thăng thì bây giờ lại cho người chuẩn bị ám sát con chó Hải này trong nay mai bây giờ. Tụi bay cứ đánh với nhau loạn cào cào cho tao. Đánh với nhau loạn cào cào cho Lisa. Nha. Còn mục tiêu của người dân Việt Nam là không nghe những gì đảng chó đẻ Cộng sản nó tuyên truyền. Chỉ vậy thôi. Nhất định không có nghe. Bởi vậy mà từ đó tới giờ thằng chó đẻ đảng Cộng sản nó luôn chụp mũ chúng ta. Nó nói rằng là chúng ta là vấn đề là kêu bằng đó là mẹ, vấn đề là kêu bằng đó là chửi đảng, chửi này, chửi nọ. Bây giờ nó lại giả bộ, nó làm cái giọng như vậy. Cho nên những con chó trật tự này, chúng ta phải thanh trừng nó. Các bạn thấy ở trên mạng, ba con chó trật tự đã đưa lên giá cả hết trơn. Các bạn nào ở Việt Nam mà chỉ cần thịt chặt tay hoặc giết chết một trong ba con chó này, thì ở trên trang mạng, cộng đồng người ta sẽ vấn đề là có phần thưởng cho các bạn. Chỉ vậy thôi. Lisa biết nói ra như vậy thì những thành phần ở Việt Nam mà buôn bán, có quán xá đồ kia thì thờ ơ bỏ ngoài tai. Bởi họ có tiền bạc rồi, họ móc nối rồi, cho nên họ đâu có quan trọng mẹ gì nữa đâu. Tới đâu đó tới kệ cha nó, chỉ có những người nghèo khổ, mai ra họ có thể họ làm. Cho nên Lisa mong rằng thằng Hải mày đập mạnh lên cho tao. Mày coi dĩa hè nào đó mày đập mẹ tanh tành hết cho tao. Tao nói là phong tỏa hết, dẹp hết, làm cho kêu bằng là buôn bán trừng trệ hết, để coi người dân có chịu đứng lên hay không.
Nhất là những gia đình nào mà giàu có tìm cách vô kiếm chuyện đập cho tan tành, ăn tiền cho kêu bằng càng nhiều càng tốt. Tụi bay bây giờ trong cái thời buổi này là kêu bằng là nước bìm bịp leo, bắt đầu là tụi bay lợi dụng cá chốt lòng tâm tụi bay rỉa cho tao. Chính trị là nó như vậy đó. Chính trị là nó như vậy đó. Chỉ vậy thôi à. Bọn con nít đi nghĩa vụ lên tàu chỉ biết chùi tàu lao súng 18 tháng rồi cho về. Đứa nào xui bị đưa ra đảo ở mấy năm, mang tiếng lính bộ đội biên phòng biển canh biển mà không đứa nào được cấp súng cả chị ơi. Tại vì của nó hết trơn rồi mà. Của nó hết mà. Cô ơi, ngày nào con lên trên lớp, con cũng nói cho bạn bè con nghe về tội ác mà con coi chương trình của cô cả. Cô biết ơi, chỗ của con buôn bán vật liệu xây dựng đi xe lớn, mà muốn được công an bảo kê thì chủ doanh nhân phải đút lót cho mấy thằng công an một tháng là từ 5 tới 10 triệu đồng, còn không thì nó sẽ làm khó làm dễ. Còn mấy thằng công an khác như ở tại Đại Tẻ hay Bảo Lộc thì mỗi thằng 2 triệu đồng nó mới cho đi qua, không cần kiểm tra. Con coi chương trình khai dân trí của cô, giờ đây con không còn tin vào cộng sản nữa, không cần tin vào báo đài hoặc là coi những cái chương trình của chúng nữa. Con biết chúng đã hoàn toàn lừa bịp. Đúng. Cảm ơn con. Mọi người nghe chương trình của Lisa. Hôm qua Lisa mở cái chú nào đạo Phật giáo Hòa Hảo tố cáo cộng sản. Bữa nay nó tới nhà nó mời con người ta đi. Các bạn coi cái cuộc đối đáp nó tới nhà nó mời cái chú này đi. Các bạn coi cái chú này trả lời. Lisa thấy mắc cười lắm. Người dân Việt Nam phải như vậy nè. Giờ mấy chú công an tới đây để làm gì? Nói. Ông chữ đảng nhà nước. Ông có giấy tật tội. Nó cũng cộng. Bây giờ mời ông chú cơ quan... mẹ anh ta ở nhà mà tự nhiên nói anh ta gây rối trật tự đấy không? Đây là Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh tàn nhẫn dã man đối với dân tộc, ác với dân, hèn với giặc, đang tố cáo những điều phản quốc, phản dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và cầu cứu để cho nhân quyền, dân chủ, tự do Đảng Cộng sản không còn cướp. Ở đây không còn tin Đảng Cộng sản. Đừng tới đây để làm việc, đừng mời chi cả. Tôi nín thì để cho tôi nín đi. Nha, bữa nay tôi nghỉ mệt, nín để cho nín thì đừng lại đây chọc. Nha, tôi không còn tin Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh. Cơ quan mất giá trị đối với dân chủ. Không có trao đổi, Đảng Cộng sản không còn niềm tin. Không, ở đây không đi và không tin Đảng Cộng sản. Dạ, không có trao đổi, Đảng Cộng sản là bất công, không có gì phải trao đổi hết á. Thấy không? Tức là tôi đã tố cáo cái ông lên tòa án quốc tế. Đảng Cộng sản nên coi coi những tố cáo điều gì có đúng hay sai. À, bữa nay tôi nghỉ mệt, đừng có lại đây chọc tôi. Có gì làm gì đâu mà mệt. Thì bây giờ tôi đã nói, toàn dân tộc Việt Nam không còn tin Đảng Cộng sản. Rồi đừng có mời, mời cũng không đi. Vì đâu còn tin Đảng lo cho dân đâu nữa mà đi. Không có cái gì mà Đảng Cộng sản còn giá trị đối với nhân dân trong nước Việt Nam. Đảng Cộng sản không còn giá trị nói tiếng Việt Nam, hiểu chưa?
Đảng Cộng sản tàn nhẫn với dân, không còn giá trị đối với nhân dân, kể từ đây không còn tin Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản mất quyền, vi phạm hiến pháp của quốc tế mà Đảng Cộng sản đã ký, biết chưa? Đừng có bày đặt. Lo thờ gơ thôi đi mày ơi. Hồi đó đó gia đình tao nuôi ông nội mày, mà giờ là tụi mày còn phản nữa. Phản là ác với dân, hèn với giặc. Ăn lương của dân mà lỡ là phản dân. Ông nội của mày hồi đó đó ở dưới ghe này, ông nội tao nuôi biết bao nhiêu tháng không? Sao ông phản? Đảng Cộng sản phản dân mà lừa đảo nhân dân. Em để em đi, đừng có mờ méo gì cho nên Đảng Cộng sản không còn quyền đối với tự do dân chủ. Lo gì? Tao em mà để cho tao em đi, đừng có chọc một lát, tao nói lên hết trơn cái Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh làm sai đối với dân á. Tiếp đi. Nghỉ mệt. Mấy cái thằng công an xã các bạn thấy không? Mẹ nó là có cái luận điệu một cứ nói hoài à. À, có cái luận điệu một nói hoài. Cứ là hãy người ta ở nhà mà người ta nói cái cũng ghét người ta vô là vấn đề là cái bằng gây rối trật tự này kia kia nọ. Có cái câu nói hoài à, ghét người ta vô gây rối trật tự công cộng mà người ta ở trong nhà người ta chửi. Mấy người Việt Nam á, phải nói cho nó ngồi nó bể mặt nó ra. Ở trong nhà tôi thì làm gì mà tôi gây rối trật tự công cộng? Khi nào tôi ra những cái nơi nào đám đông, tôi đi ra những cái nhà hát hoặc là ra bến xe hoặc là ra những cái nơi nào thì tôi mới gọi là gây rối trật tự công cộng. Tôi ở trong nhà của tôi, đây là tài sản của tôi. Các anh mới là người xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Tôi ở trong gia đình tôi có cởi quần, tôi có ỷ, tôi có làm gì là quyền của tôi. Làm gì mà nói là tôi gây rối trật tự công cộng. Nói như vậy là cũng biết ngục rồi nữa. Lisa dạy cho những người ở tại Việt Nam, mai mốt phải nói với những thằng đầu bò này nó như vậy đó. Bây giờ ở trong gia đình vợ chồng, ví dụ như ở xóm này các anh thấy rõ ràng người ta gây lộn với nhau như vậy, các anh vô các anh bắt người ta đi, người ta gây rối trật tự công cộng, các anh bắt đi. Còn tôi ở trong nhà tôi bắt lo, tôi cầm tôi nói chuyện. Cũng như bao nhiêu nhà người ta karaoke sùm bát nhã còn lớn hơn tôi nữa, tại sao các anh không nói người ta là gây rối trật tự công cộng? Trong khi đó tôi ngồi tôi bắt lo lên tôi nói cho mọi người nghe mà tại sao nói tôi là gây rối trật tự công cộng? Gây rối trật tự công cộng khi nào tôi đi lại cơ quan của các anh có đông người tôi la mới gọi là tôi gây rối trật tự công cộng. Khi nào nơi nào ở ngoài chợ búa hoặc chỗ nào đông người mà tôi ra đó tôi cản trở, tôi ngồi trên cái sạp của người ta mới gọi là tôi gây rối trật tự công cộng. Còn tôi ở trong phạm vi căn nhà của tôi thì tôi muốn làm gì là quyền tự do quyền của tôi. Bởi vì đây là nhà của tôi, đây là đất của tôi, đây là phạm vi của tôi. Tôi muốn hét, tôi muốn la, tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi. Giả lại ban ngày ban mặt chứ đâu phải gọi là ban đêm. Mà lại nói tôi gây rối trật tự công cộng. Mấy cái thằng mà công an xã này đó, mà gặp Lisa đó, Lisa nói thật với các bạn, mấy cái thằng chó này nó không có cửa mà nó ngồi đó nói chuyện với Lisa trong vòng một nốt nhạc. Chỉ cần nó mở miệng ra một câu nói nào đó là kể như nó chết với Lisa ngay tức khắc. Bởi vì cái thằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó ra cái luật đó là kêu bằng thiên la địa vọng. Cho nên chỉ cần thằng nào mà tới mà nói chuyện mà mất dạ với Lisa là Lisa lôi lục ra để mà Lisa nói chuyện. Kể cả những thằng mà làm cho an ninh quốc gia điều tra mà vô gặp Lisa nó còn phải lép mặt. Nó không ngồi nói chuyện được với Lisa nữa. Chứ đừng nói những cái thằng cắt ké kỳ nhông này. Nha. Yeah. Chị ơi chị, báo đăng một cô gái văng ra khỏi xe Range Rover.
là trung úy công an. Con nhỏ này nó làm ở phòng PA66 bảo vệ chính trị ở Sài Gòn đó chị. Nó làm gì trong xe vậy chị? Cái báo đảng đỉ thì em đừng có nghe. Không có một con nhỏ nào mà làm chính trị mà tự nhiên từ ở trong xe bị đụng văng ra ngoài mà lõ lồ không có mặc quần áo cả. Đây là một cuộc thanh trừng. Những cái cuộc nào mà tình báo chính trị của Cộng sản Việt Nam đều bị thằng Tàu nó thanh trừng, ngục thì ráng chịu. Em có trở lại em coi hồi năm ngoái cái vụ 13 thằng chết ở quán karaoke cũng toàn là đào tạo học viện chính trị ra đó. Cho nên con nào mà đang làm nhiệm vụ chính trị là thằng Tàu Cẩm nó khìa sạch sẽ hết trơn. Cho nên những cái tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam nó run sợ lắm. Nó không có đăng để cho người dân hoang mang đâu. Nó giả bộ nó nói đây là một tai nạn thôi. Để chi vậy? Để cho nó lừa tiếp tục nhiều người ăn cứt gà để mà đi vô học trong cái diện chính trị. Kể cả bây giờ chúng ta đốt nhà máy, chúng ta luyện mẹ nó cho banh tành, nó cũng nói đây là một cái cuộc tai nạn bị chập điện này kia kia nọ, bởi nó rất là sợ lòng người dân, nó hoang mang như vậy đó. Các bạn thấy rằng những cái cuộc biểu tình nó quánh người đổ máu như vậy mà nó im răng rắc luôn, nó không bao giờ đăng lên một cái đài truyền hình, một cái tờ báo nào, bởi vì nó sợ làm như vậy là sẽ làm bất dây động rừng cho toàn dân Việt Nam. Chỉ vậy thôi à. Trong tương lai những con chó trật tự này mà có bị chúng ta chặt tai hoặc là đâm chết, nó cũng làm thinh, nó không nói tiếng nào. Thậm chí nó còn đăng lên tờ báo là cái người này có gây thù chuốc oán gì với giang hồ cho nên giang hồ xử thôi. Chứ nó không bao giờ nó dám lòng vào chính trị khi mà lòng dân bây giờ trên 85% là bất mãn chế độ. Nó không dám lên đâu. Nó không dám đăng lên đâu. Bởi vì cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nó như vậy đó. Cho nên em yên tâm đi. Những con chó nào mà làm về học viện chính trị, bảo vệ chính trị là sẽ bị thanh trừng từ từ, sẽ bị chết mà không có đối chứng luôn. Đối với cái Đảng Cộng sản Việt Nam là nó như vậy đó. Nha. Yeah. Đối với cái lũ đó là nó như vậy đó. Cho nên các bạn cứ yên tâm đi. Ở Việt Nam á, bây giờ ai ngu ai ngục mới là đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cái thằng mà từ đó, hồi trước đó nó đi theo Đảng Cộng sản, bây giờ nó biết nó đưa con em nó đi ra đây hết rồi. Không có đứa nào còn ở Việt Nam cả. Bây giờ những cái thằng mà kêu binh ở tại Việt Nam đó là những cái thằng mà theo đám ăn tàn mà thôi. Theo đám ăn tàn mà thôi. Nha. Yeah. Từ khi con coi chương trình của cô, từ khi 5 tháng 3 từ đó trở đi, lúc nào 8 giờ tối con cũng lên để coi cô hết. Mặc dù ở tại Việt Nam chúng nó chặn, chúng nó ngăn cản, nhưng mà con có học và con đã đi vào những chương trình vượt firewall. Và con coi được, khi con coi xong thì con mới biết được rằng tại sao nhà nước và đảng lại run sợ những tiếng nói như cô. Cho nên con từ đó con không còn tin tưởng gì của Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Khách Trung Quốc muốn đưa người đi tới du lịch đảo Hoàng Sa kìa cô ơi. Ừ, thì nó như vậy thôi à. Nó như vậy đó. Cô ơi cô, bây giờ đi học nó bắt gia đình con đóng tiền quá trời rồi kìa cô ơi. Ừ. Cô mong cho nó đóng luôn nữa. Cô mong cho trường học nó kêu các em đóng thật là nhiều tiền. Bởi vì người dân phụ huynh không dám cho con mình bãi khóa. Bởi cho nên chỉ mong cho nó là nó sẽ bùng nổ ra cái chuyện này. Nó càng bùng ra, nó càng đè đầu kêu các em đóng tiền càng nhiều chị càng mừng. Để cho cái xã hội nó xáo xào lên. Mấy cái thằng ban giám hiệu tôi bay ra nhiều cái chỉ tiêu nữa cho tao. Bắt buộc là phải đóng tiền xây cột điện, xây cột cờ, đóng tiền xây toilet,
đóng tiền này đóng tiền nọ, tao nói môi đầu ra kêu nó đóng 1.000 cái loại tiền cho tao để coi coi người dân chịu nổi không. Những cái gì chứ những cái này Lisa mừng, Lisa cố tình, Lisa còn mong cho nó làm như vậy nữa để mà Lisa biết. Dì Lisa ơi, con mong dì gửi đến mọi người giúp con một thông điệp. Rồi, thông điệp gì vậy con? Hỡi người dân Việt Nam, bất kỳ ai là đàn ông hay phụ nữ, là người già hay trẻ em, không phân biệt chia tôn giáo hay một đảng phái nào, đã là người Việt Nam thì phải đứng lên chống giặc ngoại xâm để cứu lấy dân tộc mình. Nếu ai có súng thì dùng súng, ai có cuốc thì dùng cuốc, ai có gậy gọc dao kéo thì dùng hết. Phải ra sức đánh giặc cứu nguy dân tộc, dù có khó khăn đến đâu, mọi người hãy một lòng đấu tranh. Dù có hy sinh thì thắng lợi cũng thuộc về dân dân ta và dân tộc ta. Con cảm ơn dì, dì nhớ nói thông tin này giùm con. Và con cũng mong dì đừng nói tên Facebook của con ra. Con cảm ơn dì. Cảm ơn con. Con mấy tuổi vậy? Sao con kêu gọi giống như là cái lũ đảng đỉ ngày xưa nó kêu gọi người dân là cầm tầm vong mà giạt nhọn dữ vậy? Một khi mà con đã có ý thức như vậy cũng tốt, nhưng mà con không thể con kêu suông như vậy. Mà con phải hành động. Cô thấy trên đây những đứa nhỏ nhỏ trên đây nói bằng miệng thì hay lắm. Giả bộ ta đây là ông cụ non, là quân sư quạt mo hay lắm, nhưng mà nhát như thỏ. Toàn là ngồi đốc không mà không dám làm. Không dám làm ngồi đó không thì một thời gian Tàu Cộng nó vô đó. Cô mong cho nó vô đi. Bởi vì thằng Tàu Cộng nó vô thì mai ra dân tộc Việt Nam nó mới đứng lên nổi. Chỉ vậy thôi à. Chị ơi, cảnh báo mọi người về một chiếc xe Honda kiểu Airbus màu đen, có biển số là 249V9-24112. Đây là xe của bọn công an Việt chuyên chở bọn Tàu hay cho bọn Tàu lấy chạy làm việc. Còn nhiều xe của công an Việt đưa cho bọn Tàu sử dụng. Em mới lấy được thông tin xe này. Cảnh báo mọi người hãy thấy chiếc xe này là biết trên xe này đang phục vụ cho Tàu Cộng trà trộn. Nghe chị. Cảm ơn em. Chị ơi chị, vụ của anh Vũ Quang Thuận thì sao rồi chị? Mọi người bên đây đều quan tâm đặc biệt hết. Cho nên anh Vũ Quang Thuận cứ để cho nó bắt ảnh đi, các em đừng có lo. Bởi vì nó càng nhốt anh Vũ Quang Thuận, với cái tấm lòng của anh Vũ Quang Thuận thì chị Lisa mong rằng anh ta càng căm thù nhiều hơn nữa. Cho nên đây gọi là rèn luyện để cho chân cứng đá mềm. Sau này khi ra khỏi nhà tù cộng sản thì kể như là con người anh đã chai sạn, sẽ có trái tim bằng thép, sẽ có kinh nghiệm. Đây là những hoài bão sau này. Cho nên những người nào ở tại Việt Nam mà bị Đảng Cộng sản Việt Nam nó bắt thì cứ để cho nó bắt. Bởi vì nó không dám giết đâu. Nó bắt để cho anh ta vào trong đó, anh ta mới thấy được cái dã man, cái khốn nạn của từ trong trại giam cho tới ngoài xã hội. Người nào đi thăm nuôi anh Vũ Quang Thuận thì nên nói rằng Lisa đã nhắn gửi lại, anh đã từng trăn trối rằng anh sẽ đổi mạng chết với Đảng Cộng sản, thì ở trong trại giam có cơ hội giật súng quản giáo, bắn chết mẹ quản giáo, làm nên lịch sử, mở khóa nhà tù ra, hoặc liên kết phản động ở trong nhà tù luôn cho chị. Bởi vì anh Vũ Quang Thuận mà đã chửi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, đã đập đầu thằng Hồ Chí Minh thì nó rất là gian manh. Nó sẽ trả thù.
Chỉ vậy thôi hả? Chị là người Việt Kiều. Chị là người tị nạn cộng sản ở bên Mỹ mà nó về nó nhốt chị 7 tháng trời mà chị còn không xi nhê nữa. Bây giờ mà chị mà đi về Việt Nam đó hả, mà bây giờ mà nó bắt chị rồi đó ha, là chị coi cái chuyện đó giống như là ăn cơm bữa. Chị còn không biết sợ nhà tù là gì. Cô Lisa ơi, con ở Bảo Lộc, chỗ con bữa nay bọn công an tụi nó ra đường nhiều lắm. Con không biết chúng nó đang âm mưu cái gì. Con xin thông báo cho mọi cho cô thông báo cho mọi người biết. Cô kêu gọi mọi người chuẩn bị đi ra ngoài quốc lộ 1 để mà bạo động ngoài á, cho nên bây giờ cha con nó họp nó kéo nhau đi ra ngoài để cho nó ra đi con. Để cho nó ra ngoài nó ăn, ngoài nó ỉa, ngoài nó đái ngoài ngoài đi. Khi nào nó mỏi mệt rồi nó đi vô đó thì bắt đầu là chúng ta tự động chúng ta bạo động ở ngoài nha các bạn. Chúng ta phải dương đâm kích tay vậy đó. Thấy nó đông như quân nguyên thì giả bộ chạy ngang đừng thèm làm. Chừng nào mà không thấy đó thì chúng ta mới làm chơi du kích mà. Nha, đánh du kích là vậy đó. Cho nên cứ để cho nó đông đi. Cứ việc cho nó lên kế hoạch, nó họp ông nội ông ngoại gì của nó để nó canh chừng đi. Để cho nó canh chừng. Tao cho tụi bay canh chừng. Tụi bay canh chừng coi như thế nào. Cô ơi, bây giờ con mới biết được môn giáo dục công dân lớp 8. Tuổi giáo dục này nó giảm tải không cho học sinh học về bài tự do ngôn luận đó cô à. Thì dĩ nhiên nó sợ các con biết tự do ngôn luận các con chửi đảng sao. Nó muốn các con là phải cầm cái mồm lại. Nó muốn nói gì nó nói. Nó muốn làm cha nó đè đầu các con được mà. Chứ nó đâu muốn cho các con phải lên tiếng làm chi. Các con mà lên tiếng là đâu có được. Chị ơi, chị truy lùng con nhỏ Phạm Thị Mỹ Hồng. Nó rất yêu Trung Quốc kìa chị, kệ mẹ nó em. Con này nó ngục ngu thì để nó yêu Trung Quốc thì kêu nó lấy chồng Trung Quốc có mẹ gì. Mình đâu có quan trọng mấy cái con chó này đâu. Ở Việt Nam cũng có những thành phần như vậy đó. Chị ơi chị, chị đọc bản tin này cho mọi người nghe. Xin Lisa thông báo điều này đến cùng toàn dân Việt Nam khắp nước để mọi người yên lòng và hăng hái khi đi biểu tình diệt giặc Tàu cướp nước và bè lũ tay sai bán nước cộng sản. Ngày 4 tháng 3 năm 2017 vừa qua, khi biết được tin người Việt sẽ biểu tình khắp nơi tại Việt Nam vào ngày 5 tháng 3 năm 2017, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là Donald Trump đã dùng những này là trendy, gửi đến toàn dân Việt Nam một thông điệp như sau. Nghĩa là tôi hoàn toàn ủng hộ toàn thể dân Việt Nam biểu tình ngày mai. Các bạn phải thay đổi lịch sử đen tối, hãy bước ra và đứng lên, đừng sợ loài quỷ dữ. Nhờ Lisa đọc phần trên 2 lần để mọi người Việt Nam cùng nghe cho tim hăng hái và bớt lo sợ khi đi biểu tình. Ngoài ra, xin Lisa giải thích cho mọi người hiểu rằng ngay cả một vị tổng thống Mỹ bận trăm công ngàn việc chuyện tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới như tổng thống Donald Trump mà ông vẫn luôn để ý cùng khích lệ mọi người Việt Nam đang sống dưới sự cai trị của loài quỷ dữ phải bước ra và đứng dậy để thay đổi lịch sử đen tối của người Việt Nam. Và ông ta khuyên mọi người Việt Nam đừng sợ loài quỷ dữ này. Thêm nữa, điều này cho thấy trong tất cả các cuộc biểu tình ở Việt Nam sắp tới luôn có sự ủng hộ hết lòng của vị Tổng thống Mỹ thứ 45 này. Cũng có nghĩa là ông luôn để ý đến mọi hành động của mọi người Việt đang sống tại Việt Nam, kể cả những người bị loài quỷ dữ gây thương tích trong khi biểu tình. Trong cương vị tổng thống Hoa Kỳ, ông hết lòng yểm trợ, nhưng quan trọng nhất là mọi người Việt phải nghe lời ông, phải bước ra khỏi nhà và hiên ngang đứng lên làm lịch sử. Thứ nhất, đừng sợ loài quỷ dữ. Thứ hai, toàn dân Việt phải quyết tâm và đồng lòng thay đổi lịch sử đen tối hiện nay thì ông mới có cơ hội giúp được.
Còn mỗi người vì sự ích kỷ và sợ hãi chờ Mỹ vào thì dù Tổng thống Trump của Hoa Kỳ có muốn giúp cũng không làm gì được. Vì chúng ta chỉ muốn ngồi chờ sung rụng và 1.000 năm sau cũng không có sung rụng. Thêm nữa, Lisa nhắn với đám ăn tàn hãy cho chúng nó biết và bảo chúng nó ghi rõ nguyên văn cùng lời dịch đem về dâng lên cho đám đầu trâu mặt ngựa tai sai bán nước đang ngồi tại Hà Nội rằng lũ chúng nó coi chừng chính Tổng thống Mỹ đã gọi chúng nó là loài quỷ dữ thì ông sẽ thẳng tay diệt sạch không một chút nhân nhượng nếu chúng nó dám làm hỗn láo với đồng bào đi biểu tình. Câu thông điệp trên đã được dùng làm biểu ngữ có lá cờ Mỹ để người đi biểu tình cầm. Có hai biểu ngữ, một nguyên văn bằng tiếng Mỹ, một dịch sang tiếng Việt để mọi người biết rằng mình đang đi biểu tình ở Việt Nam là đang làm theo lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ. Cảm ơn bạn đã đưa cho Lisa một cái thông điệp này. Nếu mà đã có Hoa Kỳ, đã có ông Tổng thống ra như vậy rồi thì cứ việc biểu tình đi. Nhưng mà đối với Lisa mà biểu tình mà cứ để nó quánh vậy hoài, người dân không có biểu tình nổi nó đâu. Biểu tình mà nguyên một cái đám trật tự mà nó đập vậy mà bây giờ tan biểu tình rồi, không ai dám, vấn đề là kêu bằng là đụng tới một sợi lông của nó, hoặc là giết nó, hoặc là tràn vô nhà đâm vợ, đâm con nó, tàn sát gia đình nó, thì không ai dám đi biểu tình nữa đâu. Lisa bảo đó. Chị ơi, chị biểu dương cái anh mà đi biểu tình tại nhà thờ Đức Bà, mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa nha chị. Anh ấy tên là anh Sơn. Chị cố tình không muốn nói, nhưng mà các em đưa cái tin này thì chị cũng phải nói. Trước tiên là chị cũng cảm ơn cái suy nghĩ độc đáo của anh đó. Nhưng mà nói về mặt chính trị thì chị không đồng tình. Bởi vì hình ảnh của một người lính Việt Nam Cộng Hòa là bảo vệ người dân, chứ không phải mặc bộ đồ đó ra để cho cái đám chó nó đập cho, vấn đề là xì máu như vậy, để mà nó bôi nhọ cái hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Người lính Việt Nam Cộng Hòa khi khoác quân phục đó lên là phải sát cộng. Cho nên bây giờ những người nào ở tại Việt Nam mà yêu chuộng Việt Nam Cộng Hòa là những người mà con cháu của Việt Nam Cộng Hòa phải nên nghe lời của chị. Nếu muốn lấy lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa, phải thịt và giết một hai con chó trật tự đô thị này cho chị. Những con chó nào mà tham gia trong cuộc biểu tình ở nhà thờ Đức Bà mà đánh cái anh này thì phải trả thù cho chị. Phải quách, bởi vì chị kêu bạo động, chị kêu ngày hôm qua phát lệnh để giết là như vậy đó. Bởi chị không muốn hình ảnh của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, biết rằng em này không phải là Việt Nam Cộng Hòa, chỉ là ngưỡng mộ mặc bộ quân phục của Việt Nam Cộng Hòa thôi. Nhưng mà nó làm trên cái mặt như vậy là nó muốn làm như vậy là chúng ta thấy rõ ràng. Cho nên bây giờ nếu mà muốn lấy lại là chỉ có phải giết những thằng chó nào mà đánh anh này. Anh này nhớ mặt. Mà thậm chí Lisa nghe nói là còn phải bắt con người ta đóng tiền phạt. Anh này phải đưa tiền ra phạt. Rồi những người Việt bên hải ngoại này bắt đầu ùng giúp đỡ, gửi tiền bạc về cho anh này để mua thuốc men đồ kia uống. Trong khi đó cái vụ lũ dư luận viên nó ngồi nó cười, nó gửi vô chị tin nhắn. Nó hỏi nè, mày nghĩ gì khi mà nhớ những người mà mặc đồ Việt Nam Cộng Hòa mà những đây là đi biểu tình bị bọn của tụi tao quánh xì khói luôn, khóc luôn, chém chút nữa là chết rồi. Cho nên cái anh này và những người Việt ở hải ngoại, chúng ta phải nên đem cái chuyện này ra, phải làm lớn chuyện lên.
Người ta mặc bộ đồ nào là quyền của người ta, tại sao lại đánh đập? Và nếu những con chó này mày đánh đập thì ta phải lấy mạng của mày. Chỉ có vậy mà thôi. Có những người người ta không biết về chánh trị, người ta vỗ tay, người ta hoan hô. Nhưng mà đối với chị Lisa thì chị buồn. Chẳng thà những người dân ở tại Việt Nam đi la ra biểu tình, mặc đồ bình thường biểu tình, nó đánh đập, mình không nói. Còn khoác một bộ đồ đó ra mà đứng ôn hòa để cho nó đánh đập, vậy thì không nên. Một khi đã khoác bộ đồ đó ra, phải để mìn ở trong người, phải để bom lựu đạn ở trong người, có chất nổ TNT phải để trong người. Khi nó ào tới để nó đánh là giật một cái cho nổ banh tành cả một cái lũ trật tự như vậy. Một cái chết vinh dự như là những vị tướng Việt Nam Cộng Hòa mà đã tủng tiết vào ngày mà vấn đề là 30 tháng 4 năm 1975 vậy đó. Nếu đã can đảm mặc đồ quân phục của Việt Nam Cộng Hòa thì phải mạng đổi 10 cho Lisa. Nếu là Lisa, Lisa mặc bộ đồ Việt Nam Cộng Hòa, đội nón Việt Nam Cộng Hòa, cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà trong mình của Lisa là bó toàn là thuốc nổ TNT không? Chỉ cần mà mày tràn tới mày đánh hoặc mày ôm, rồi tao ôm là tôi bay, hoặc là tao đứng tao chửi, bị mẹ mày đánh cộng sản, ba đuổi mẹ mày Hồ Chí Minh cả đục chó tao lại đây. Giờ bồ cầm cây rồi kêu quơ, rồi kêu bắt đầu nó ào vô càng đông càng tốt, ào vô rồi tao giật một phát một nổ một cái đùng. Tao cho tao bay đi cùng chung với tao xuống âm tàu địa phủ để đánh lộn tiếp tục ở dưới. Đối với chị là phải như vậy đó. Phải anh dũng như vậy đó. Còn nếu mà không làm gì được như vậy thì thôi, đừng mặc đồ quân phục Việt Nam Cộng Hòa. Đừng khoác trên người quân phục Việt Nam Cộng Hòa để cho nó đánh như vậy, nó làm nhục như vậy. Không nên về mặt chính trị. Bởi vì nếu các bạn mặc, các bạn đi ra ngoài đường, các em giờ gì thích mặc những cái đồ của Mỹ, quân phục của Mỹ đi thì không sao. Nhưng mà khi mặc đến những cuộc biểu tình để nó đánh như vậy đó, đứng về mặt chính trị, về cặp mắt của chị nhìn, nó khác. Bộ quân phục mà của người lính Việt Nam Cộng Hòa là bảo vệ người dân, là chấp nhận đi đầu chiến tuyến để hy sinh, để cứu dân tộc của mình. Chị bảo đảm nếu trong cái ngày đó mà người mà một người nào đó mà khoác trên mình bộ đồ quân phục Việt Nam Cộng Hòa mà cầm nổ chất nổ ở trong người hoặc bó chất nổ ở trong người để chấp nhận chết với những cái thằng chó đẻ đó cho nó nổ banh tành như vậy, sẽ bị hỗn loạn ở tại vấn đề là nhà thờ Đức Bà ngay tức khắc. Tao ôn hòa, tao ra tao coi dân tộc của tao biểu tình. Mà tụi bay đến đất dân tộc của tao thì tao sẽ đổi mạng với tụi bay. Cái mạng chó trật tự đô thị của tụi bay bao nhiêu thằng tới đây, tao cho tụi bay đi chầu Diêm Đế hết. Chứ ở đó mà vấn đề là đánh tao. Cho nên đối với Lisa, chưa đến lúc. Và nếu các bạn ở Việt Nam đã can đảm giáp mặt đồ quân phục Việt Nam Cộng Hòa, giáp cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì các bạn phải nên sát thác đối với lũ Cộng sản Việt Nam. Chỉ vậy mà thôi. Tên tuổi các bạn sẽ để lại mãi mãi ngàn đời. Nếu là Lisa, Lisa làm như vậy đó. Lisa đã khoác bộ đồ quân phục Việt Nam Cộng Hòa lên người rồi, là trong mình Lisa phải có TNT, phải có bom, phải có đạn, phải có mìn, phải có chất nổ. Đụng tới Lisa kích cho nó nổ chết mẹ mày ngay. Thằng chó đẻ nào mà quánh càng mạnh chừng nào mày tới càng nhiều chừng mày. Mày tao cho mày khống chế, mày bu bu thì khống chế, tao cho nổ một cái tao cho mày chết con đĩ mẹ mày liền. Chứ ở đó mà mày mất dạy. Các bạn thử làm vậy coi có con chó nào nó dám tới đó,
nó dám ùa tới nữa không? Chị ơi, chị hết giờ rồi kìa chị ơi. Ừ. Chương trình hôm nay là chị muốn nói, chị lặp lại nữa. Tóm lại chương trình ngày hôm nay chúng ta phải báo thù. Và Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang chơi một cái trò mất dạy, là họ muốn đem cái trật tự đô thị này ra làm con dê tế thần, để cho dân tộc Việt Nam đang căm thù cái trật tự cơ động, cái trật tự đô thị này, để mà giết trật tự cơ động này, đô thị này. Cho nên nếu các bạn giết một hai thằng trật tự đô thị này thì cái đảng đĩ nó cũng không làm gì đâu. Bởi vì nó cố tình ngu thì ráng chịu, nghe lời đảng đĩ ra đánh người dân thì chết ráng chịu. Cho nên những thằng nào, Lisa xin nhấn mạnh tóm tắt ở đây, chỉ có những thằng trật tự nào mà tham gia trong cái cuộc đánh người ở tại, vấn đề là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào ngày 5 tháng 3, thì các bạn phải nên nhớ mặt nhớ tên và giết những tên đó cho Lisa. Có cơ hội là giết liền cho Lisa. Hôm nay không giết được, ngày mai không giết được, tuần tới không giết được, tháng tới không giết được, năm tới, chỉ chờ cơ hội mà giết cho Lisa. Chỉ cần mày đi đâu một mình là phải giết chết cho Lisa, để mà trả thù lại, lấy lại danh dự cho những người yêu nước biểu tình. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình Khai Dân Trí kế tiếp ngày mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Xin kính chào tất cả mọi người. Bye bye.